chào quý khán giả, tôi là Châu Đỗ Vinh, điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay có mời lại một người bạn thân quen cũng như là một chuyên viên trong ngành y khoa, đó là bác sĩ Trần Hùng Phong. Ông đã tốt nghiệp trường y khoa tại University of Tennessee năm 1990, chuyên khoa về ngành gây mê và đau nhức tại Drew, tức là UCLA năm 1994. Với 30 năm kinh nghiệm và về Tây y cũng như là 13 năm trong Đông y, bác sĩ Trần Hùng Phong phối hợp Tây y và Đông y và đã cho ra đời nhiều sản phẩm rất là quý hiếm. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần này trong cuối chương trình. Ông đã tốt nghiệp MBA, tức là quản trị kinh doanh năm 2004 tại University of California, Irvine, và hiện nay đang theo học ở trường PCU tiến sĩ luật khoa năm thứ ba, sắp sửa ra trường, rất là thành công trong mọi lĩnh vực. Và chúng tôi rất hân hạnh mời ông để nói một số đề tài y khoa về COVID-19 và vấn đề khác nữa. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, trước tiên xin kính chào anh Joseph Đỗ Vinh và xin hân hạnh tái ngộ cùng tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình trong ngày hôm nay. Vâng, tuần trước chúng tôi có trao đổi một số kiến thức và cập nhật thông tin với quý vị về COVID-19, tức là coronavirus, mà đang hoành hành khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Những ca nhiễm đã vượt trên những con số 400.000 tại Hoa Kỳ, và khắp thế giới thì đã lên gần 1.500.000. 400.000 ca tại Hoa Kỳ, ở đây đa phần là tại New York, tức là tiểu bang New York và thành phố New York City và vùng phụ cận, đó là New Jersey. Hôm nay thì những con số đó đã lên cả mười mấy ngàn tử vong rồi. Riêng ở quận Cam chúng ta là 1.000, trên 1.000 ca nhiễm bệnh và 17 người đã qua đời. Hy vọng rằng những con số đó sẽ không lên cao nữa, và những cái lệnh cách ly ở tại nhà và social distancing cũng như là đeo khẩu trang đã giúp cho cái bệnh dịch này ngưng lan tràn, và cái con số tử vong hiện nay đang dự tính từ đây tới tháng 8 hoặc là cuối năm độ chừng 60.000 đến 100.000, chứ không phải là cả triệu người như trước đây đã dự tính. Đó là một cái điều mừng, và chúng ta thấy những chỉ số Dow Jones cũng đang tăng lên trên 23.000 điểm, và có cái biểu hiện là sẽ được phục hồi, cũng như là cái tiền stimulus mà Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Hoa Kỳ đã duyệt qua trên 2.000 tỷ, và sẽ bơm thêm những tiền tài trợ cho các small business. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc này trong phần sau. Trước tiên, bác sĩ Phong, trở lại trong chương trình hôm nay thì bác sĩ muốn chia sẻ một số những kinh nghiệm và kiến thức như thế nào trong cái đề tài COVID-19? Dạ vâng, thưa anh Joseph và kính thưa quý khán thính giả, cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là cái size của những và sự khác biệt từ siêu vi trùng virus cho tới vi trùng, rồi tới những cái con gọi là ký sinh trùng, rồi kính thưa vị gọi là parasite, để chúng ta có thể mường tượng rằng đó là những con vật đó nó nhỏ như thế nào và chúng ta có thấy được hay không. Thì quý vị cũng đều biết rằng cuộc sống của chúng ta nhiều điều chúng ta nhiều khi không nghe, có nghĩa là không nghĩa rằng nó không có hiện thực, phải không quý vị? Cũng như chúng ta không thấy thì không có nghĩa rằng là nó không có, phải không quý vị? Cái điều này chứng minh rất là rõ ràng theo khoa học. Vì con mắt của một cái con người bình thường thôi, kính thưa quý vị, cũng có cái sự hạn chế. Chỉ thấy được là nếu một cái vật gì nhỏ và lớn hơn là 100 micron, kính thưa quý vị, thì mắt của chúng ta mới nhìn thấy được. Thì vật đó là gì? Vật đó là những cái tế bào, cái cell của những cái plants, nha, thực vật đó. Nó rất là to hơn cái tế bào của con người của chúng ta, hay là của những động vật. Vì vậy chúng ta mới một cái con mắt bình thường có thể thấy được một cái tế bào của một cái thực vật là khoảng chừng 100 microns, kính thưa quý vị. Rồi đi xuống nữa đó, thì cái tế bào của động vật của chúng ta thì tùy theo vào tùy cái tế bào nào, chẳng hạn như tế bào của mỡ đó thì nó to hơn, còn tế bào của máu thì nó nhỏ hơn, phải không quý vị? Mà nói chung trung bình đó là một cái tế bào của con người chúng ta khoảng chừng là 10 microns thôi, kính thưa quý vị. Rồi chúng ta đi xuống nữa, tế bào con người thì những cái con như là bacteria, những con parasite như thế nào? Thì parasite đó, kính thưa quý vị, là ký sinh trùng. Chẳng hạn như ngày xưa chúng ta đã bị cái con parasite kêu bằng Plasmodium, là cái con parasite mà gây ra những cái bệnh mà sốt huyết máu đó, malaria đó, kính thưa quý vị. Thì cái size của những cái con ký sinh trùng đó
kính thưa quý vị, là khoảng chừng là một cái size của cái tế bào con người của chúng ta. Rồi đi xuống nữa thì là một micron, kính thưa quý vị, đó là một cái tế bào của cái con bacteria. Thì bacteria nó còn nhỏ hơn là con parasite. Mà đi xuống nữa, kính thưa quý vị, một cái tế bào của một con siêu vi trùng, là đó là cái đề tài ngày hôm nay về con siêu vi trùng ở COVID-19. Một cái tế bào của cái con siêu vi trùng khoảng chừng là 100 nanometers mà thôi, có nghĩa là rất là nhỏ, kính thưa quý vị, và con mắt bình thường chúng ta không thể nào thấy được, kể cả microscope chúng ta cũng không thấy được con virus, mà chúng ta chỉ thấy được microscope, chỉ thấy được cái con vi trùng mà thôi, là từ vì cái sự giới hạn của cái microscope đó, kính thưa quý vị, kính hiển vi đó nha, mà chúng ta coi, mà người bác sĩ hay coi, hay là những người làm trong phòng lab hay coi đó, là chỉ nhìn xuống hai bằng hai con mắt nhìn xuống kính hiển vi đó, kính thưa quý vị, cái resolution của nó chỉ coi được những cái vật mà lớn hơn là 200 nanometers mà thôi, mà virus thì là 100, cho nên kính hiển vi không thể nào thấy được con virus. Nhưng mà có những loại kính hiển vi đặc biệt, chẳng hạn như transmission hay là scanning electronic microscope đó, kính thưa quý vị, thì sẽ thấy được, là tại vì những cái size mà nhỏ khoảng chừng 2 nanometers trở lên thì những cái loại microscope nó sẽ thấy được. Thì nói chung quý vị thấy rằng đó là có những việc mà chúng ta không thể nào mà thấy được với con mắt của mình, nhưng mà nó đang xảy ra. Vì vậy cho nên chúng ta phải tin và phải nghe những cái người mà khoa học gia, hay là những người bác sĩ, hay là những người mà họ có sự hiểu biết về cái lĩnh vực đó, để giúp chúng ta dìu dắt qua cái cơn COVID-19 này, kính thưa quý vị. À, vâng, thưa bác sĩ, đó là những cái chi tiết mà về y học, và chúng ta cũng có thể hình dung được là những cái virus này như là COVID này thì nó rất là nhỏ, siêu vi khuẩn, và chúng ta không thể thấy được, và bởi vì vậy cho nên cái mức tràn lan đó, khi mình bị nhiễm mình cũng không biết, hay là kể cả những người đã bị nhiễm gọi là asymptomatic, không có những triệu chứng, và họ vẫn nhiễm cho những người khác, thì chúng ta biết là nó có thể ở một cái phòng, một cái không gian trống như vậy, nó có thể lân lan từ 6 feet cho tới 27 feet trong khoảng đó. Cho nên có nhiều khi là đi chợ đó quý vị, những cái khoảng trống, những người bệnh mà họ đi đó, họ ho ra đó, thì có thể lây cho quý vị từ khoảng cách mười mấy feet vẫn có thể lây được. Vì thế cho nên hiện nay thì cũng đã đưa ra những cái guideline của CDC là phải đeo khẩu trang, mặt nạ, để mình đeo là để không chỉ bảo vệ mình mà bảo vệ những người khác, nhỡ như mình có vi khuẩn đó mà mình không có biết là mình có, là asymptomatic, thì đó là những lý do có phải giữ khoảng cách và mang khẩu trang. Đồng thời chúng tôi cũng muốn đề cập tới những cái thuốc, loại thuốc mà đang được sử dụng trên lâm sàng, hoặc là thí nghiệm, hoặc là các bệnh nhân với bác sĩ của họ có quyền để quyết định sử dụng hay không, đó là hydroxychloroquine, mà hiện nay mà nhiều người đang đề cập tới, và có một số bệnh viện đã sử dụng cho các bệnh nhân của họ tùy trường hợp, mà cũng có những truyền thông cho rằng cái thuốc này chưa được kiểm chứng và không nên được sử dụng một cách vô tội vạ hay là một cách vô tư. Thì đó là một trong những cái ý kiến về những cái loại thuốc hiện nay tại hiện đang được sử dụng. Xin bác sĩ cho biết là riêng về hydroxychloroquine này như thế nào, và những cái loại thuốc khác đang được điều trị dùng phối hợp với thuốc này và để giúp cho bệnh nhân như thế nào? Dạ vâng, kính thưa Joseph và kính thưa quý khán giả, rằng đó là hiện nay đúng quý vị cũng biết rằng đó là không có một loại thuốc nào gọi là chuẩn để mà chữa trị cho cái COVID-19 này, phải không quý vị? Cho nên hiện tại bây giờ tất cả những nhà researcher, những người bác sĩ, những nhà khoa học đang làm những cái clinical trials hiện đang xảy ra, kính thưa quý vị, để mà coi loại thuốc nào để mà có thể nói rằng là tốt nhất để mà giải quyết cho cái con siêu vi trùng COVID-19 này. Quý vị cũng biết khi ra một loại thuốc đó thì cần rất là nhiều thời gian và phải trải qua rất là nhiều cái phases và để được FDA chứng nhận đây là một cái loại thuốc có thể dùng được, giải quyết được cái bệnh trạng của cái người bệnh nhân, nhưng mà đồng thời đó không gây cái sự nguy hiểm, cái side effect quá lớn cho cái người đang mắc bệnh, phải không quý vị? Đó là cái điều luôn luôn quan trọng, là safety của cái người bệnh nhân, mạng sống con người luôn luôn là quan trọng nhất, kính thưa quý vị. Vì vậy cho nên một loại một thuốc mà được research và qua những clinical trial study đó, nhiều khi nó rất là lâu, nhiều khi có thể thời gian 5-10 năm hơn nữa cũng có thể xảy ra, kính thưa quý vị. Nhưng mà trong hiện tại bây giờ là tại vì tình trạng COVID nó quá emergency, cho nên tất cả những nhà bác sĩ, những nhà khoa học, những người chính quyền cho phép những cái luật mà liên quan tới những loại thuốc dùng có thể là nới rộng ra, nghĩa là điều kiện dễ dàng hơn, kính thưa quý vị. Vì vậy cho nên những loại thuốc mà quý vị nghe, những là hydroxychloroquine, là loại thuốc người ta kêu bằng là repositioning
phải không quý vị? Hay là repurpose có nghĩa rằng là thay đổi cái mục đích của nó một phần nào, kính thưa quý vị. Vì vậy cho nên tất cả những loại thuốc hiện tại trên thị trường hiện nay mà được coi là repositioning hay là repurpose đó, không phải là một loại thuốc tuyệt vời để mà giải quyết cho cái tình trạng đại dịch COVID-19 này, kính thưa quý vị. Kể cả hydroxychloroquine là ngày xưa người ta dùng để mà chống sốt huyết, phải không quý vị, anti-malaria. Thì quý vị thấy đó là anti-malaria nó là parasite, nó là plasmodium. Thì giờ như chúng tôi vừa chia sẻ đầu chương trình đó, quý vị thấy rằng đó là một loại thuốc rất là tốt để mà giải quyết cho parasite là plasmodium. Đó, thì quý vị thấy không? Thì làm sao mà có thể nói là hoàn hảo cho một loại thuốc để mà chống một con siêu vi trùng? Đó là cái điều rất là dễ dàng, hiểu phải không quý vị? Nếu chúng ta hiểu, để tôi cho một cái thí dụ rất là dễ dàng. Nếu chúng ta nói một con chim nó khác với một con khỉ, phải không quý vị? Mà nhiều người không biết thì bảo rằng ô, tất cả đều là động vật hết. Nhưng mà quý vị thấy không, nó khác rất là hoàn toàn, rất là nhiều. Một thú vật khác với một con người khác rất là nhiều, kính thưa quý vị. Vì vậy cho nên một loại thuốc mà nếu sử dụng để mà giết cái con ký sinh trùng là plasmodium, là parasite, là hydroxychloroquine, thì làm sao có thể hoàn hảo để mà giết một con siêu vi trùng, phải không quý vị? Đó là điều chúng ta rất là dễ dàng để hiểu. Một loại thuốc nữa là azithromycin, là loại thuốc antibiotics, có nghĩa là antibiotics là để chống gì? Chống con bacteria, chống con vi trùng. Thì nếu mà dùng cái thuốc chống vi trùng mà để chống giết cái con siêu vi trùng thì làm sao mà có thể nói là hoàn hảo được? Nhưng mà tuy nhiên là từ vì tình trạng COVID-19, có những người mà bị những cái critical condition, kính thưa quý vị, rất là nặng nề, và có thể nếu không làm gì hết thì có thể là tử vong. Cho nên vì vậy cho nên chính quyền và những nhà nghiên cứu, những bác sĩ có thể là nói chuyện với người bệnh nhân và những người trong gia đình rằng là có thể là đây là những loại thuốc có thể là cứu vãn được tình hình hiện tại bây giờ, kính thưa quý vị. Nhưng một điều tôi khuyên rằng đó là nên cẩn thận và nên bàn với người bác sĩ của mình, là tại vì không có một loại thuốc nào gọi là hoàn hảo trong cái thời gian này để mà giải quyết cho cái COVID-19. Tương lai sẽ có những loại vaccine, kính thưa quý vị. Và hiện nay thì có là những phương pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng có thể có đóng góp một phần tốt cho cái người bệnh nhân. Đó là dùng cái plasma của những người đã được recover từ COVID-19 rồi, kính thưa quý vị. Có nghĩa là một người đã bị nhiễm cái con siêu vi trùng COVID-19 rồi, rồi cơ thể đó tạo ra những chất antibodies để mà chống lại những con siêu vi trùng đó. Thì nếu mà họ qua được cái nhiễm của con COVID-19, có nghĩa rằng là trong cơ thể và trong máu huyết sẽ có những cái chất antibodies để mà chống lại những con siêu vi trùng này. Thì một trong những cái phương pháp ngày nay được dùng để mà chữa trị cho những trường hợp mà critical condition đó là lấy cái plasma với những cái antibodies của những người đã bị COVID-19 rồi, đã khỏe rồi, và dùng những cái antibodies đó, những cái plasma đó để mà đưa vào cái cơ thể của một cái người đang bị bệnh critical. Thì đó là một phương pháp cũng đang dùng cho cái nạn ngày hôm nay, kính thưa quý vị, do con COVID-19. Thì một lần nữa anh Joseph Dovin có thể nói rằng rất là nhiều loại thuốc, mà có thể nói rằng hơn 50 loại thuốc hiện tại bây giờ. Nói ra thì thắc cười quý vị, kể những loại thuốc chẳng hạn như là chống AIDS, chống con virus cũng thưa quý vị, thì cũng được dùng để mà giúp cho con virus này. Thì ta nghĩ rằng virus này cũng tương tự như virus kia và cũng có một phần nào kết quả tốt cho cái người bệnh nhân. Và kể cả những cái loại thuốc mà quý vị không bao giờ tưởng tượng được mà người ta đang suy nghĩ, chẳng hạn như là loại Viagra. Rồi nhiều người thắc, ủa tại sao Viagra được dùng để mà giúp cho những trường hợp của những người bị critical condition, kính thưa quý vị, là tại vì con siêu vi trùng này ảnh hưởng vào phổi. Thì khi ảnh hưởng vào phổi đó, thì phổi của người bệnh nhân sẽ có nước. Mà khi có nước như vậy thì quý vị tưởng tượng rằng đó là những cái sự thông của những cái máu nó sẽ bị nghẹt lại, phải không? Vì vậy họ sẽ bị pulmonary hypertension, có nghĩa là áp huyết cao ở vùng phổi, kính thưa quý vị. Và Viagra cũng là một cái loại repositioning hay là repurpose thuốc để mà dùng để mà giảm cái áp huyết trong cái lá phổi, có nghĩa là để mà giảm thiểu cái triệu chứng pulmonary hypertension. Thì quý vị thấy là vô số kể trên 50 loại thuốc mà có thể được coi rằng là repositioning hay repurpose để mà giải quyết cho COVID-19 ngày nay. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phong đã giải thích một số về những cái thuốc đang được sử dụng tại bệnh viện để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, tất cả những cái hiệu lực, công lực của các thuốc men này đã không được kiểm chứng một cách đầy đủ và hoàn toàn. Thế cho nên ông cố vấn Anthony Fauci, tức là bác sĩ Fauci, đã dè dặt trong việc đề cử những cái loại thuốc như là hydroxychloroquine
để điều trị các bệnh nhân COVID-19 như là Tổng thống Donald Trump thì khuyến khích và đang đề cử là các bệnh viện sử dụng, nhưng mà tùy trường hợp, tùy bệnh viện, tùy bệnh nhân và tùy bác sĩ. Đó là cái điều chúng tôi xin nhắc lại rất là quan trọng, là quý vị hãy quyết định với bác sĩ của mình, và có nhiều người là chấp thuận và có nhiều người không chấp thuận, là do quý vị hay là cái người quyết định cái phương pháp điều trị cho quý vị, phải tham khảo với bác sĩ đang điều trị cho quý vị để có một cái quyết định sáng suốt và tích cực cho quý vị, riêng từng cá nhân. Đồng thời như bác sĩ có nói về những cái convalescent plasma, tức là huyết thanh của những người đã phục hồi qua khỏi cái nạn COVID-19, thì trong cơ thể họ có cái kháng thể antibodies mà có thể phòng chống hoặc là giúp cho những người đang nhiễm bệnh mà không có những kháng thể đó, họ nhận được những cái plasma, những huyết thanh đó và có thể giúp cho họ có sức đề kháng. Trường hợp này đã được chứng minh là có thể giúp cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 vượt qua. Và trước đây thì những bệnh như SARS, MERS cũng đã sử dụng convalescent plasma thành công, không phải là trong mọi trường hợp nhưng mà trong nhiều trường hợp. Và đồng thời nó cũng vấn đề đạo đức về ethics nữa, đó là quý vị có tiếp nhận huyết thanh của người khác hay không là còn tùy từng bệnh nhân quyết định. Đồng thời những người đã vượt khỏi COVID-19 thì được chính quyền, nhà nước và bệnh viện kêu gọi là nên hiến máu, thì điều này cũng rất là có lý. Nếu quý vị đã vượt qua rồi, không còn COVID-19 nữa mà có kháng thể và cái huyết thanh của quý vị có thể giúp được những người khác, thì mình có thể hiến máu để mà họ thanh lọc lại những cái huyết thanh đó và sử dụng làm như là một cái liều thuốc cho những người bệnh nhân mà họ thiếu đề kháng. Và chúng ta biết cũng rất là nhiều người rất là có nhiều danh vọng, chức vụ, như là ông Boris Johnson, thủ tướng của Anh Quốc, đã bị nhiễm và đang nằm bệnh viện chữa trị với những máy trợ thở. Và không biết là chi tiết khác về cái phương pháp điều trị cho ông Boris Johnson, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ sử dụng tất cả những cái phương pháp y khoa hiện đại nhất. Riêng về Hoa Kỳ, New York và các nơi mà có bệnh dịch COVID-19 đang hoành hành đó, thì người ta bắt đầu đề cập tới vấn đề là những người thiểu số da màu, những người da đen, Blacks, African Americans bị thiệt vong nhiều hơn, thiệt hại và tử vong nhiều hơn thay vì những thành phần khác. Thì đó là những lãnh đạo của các giới trong cộng đồng người da đen đã lên tiếng rồi. Thì chúng tôi muốn hỏi bác sĩ là trong cái vấn đề này, người da đen đã tử vong gấp 7 lần người da trắng, gấp 3 lần người Á Châu và gấp 5 lần những người Hispanic. Thì quý vị theo dõi muốn biết là nó có ảnh hưởng khác tùy theo cái nationality hay là cái da màu của mình. Người Á Châu mình có phải có cái đề kháng tốt hơn vì mình là từ một cái quốc gia đã từng có sốt rét và mình có cái đề kháng tốt hơn, hay là người da đen là vì họ có những cái căn bệnh như là đau phổi, hay là họ bị hypertension, họ bị diabetes, tiểu đường, họ bị những cái căn bệnh underlying condition mà khiến cho họ có thể bị nguy hiểm hơn? Xin bác sĩ giải thích. Dạ vâng, thưa anh Joseph và kính thưa quý vị, rằng là khi một sự hiện tượng xảy ra, kính thưa quý vị, thì cái điều đầu tiên là cái sự phản ứng của con người của chúng ta thì đưa ra những cái lý thuyết mà dùng để mà giải thích tại sao cái sự kiện đó nó xảy ra như vậy, kính thưa quý vị. Nhưng mà quý vị thấy rằng là theo những lịch sử từ xưa đến nay, rằng là cái gì chúng ta cũng cần phải có cái thời gian để mà nghiên cứu chính xác, thời gian để mà hiểu biết rằng đó là cái sự khác biệt đó là thực sự là gốc nguồn từ đâu, phải không quý vị? Cũng giống như là cái thời cách đây chừng vài tuần, một tháng nữa quý vị, thì khi mà cái COVID mới xảy ra thì phần đông nhiều người bảo rằng đó là cái thuốc hydroxychloroquine và azithromycin nó sẽ rất là tốt và sẽ chữa cho COVID-19 này được. Thì quý vị thấy rằng đó là nếu chúng ta mà phản ứng một cách rất là nhanh chóng mà thiếu thời gian đó để mà xác định rõ ràng đó, thì e chăng là cái lời xác định của mình nó không chính xác. Thì cũng giống như trường hợp mà anh Joseph vừa đặt ra câu hỏi rằng là những người da đen thì họ có cái cơ nguy bị những cái triệu chứng critical hơn và nặng nề hơn là những người da trắng và kể cả những người Á Châu. Và một tin tức cũng xuất nguồn là những người Á Châu của chúng ta ngày xưa bị cái bệnh sốt huyết máu rất là nhiều, là malaria rồi, cho nên bây giờ có thể là có những cái antibodies để mà chống lại. Thì đúng rồi, như vậy kính thưa quý vị, có, nhưng mà điều quan trọng là những cái antibodies để chống lại những cái con parasite
và những cái con Plasmodium, kính thưa quý vị, gây ra cái bệnh sốt rét. Nào, nhưng mà còn cái vấn đề những e rằng những cái antibodies đó có tốt đủ để mà chống những con virus hay không, đó là một cái điều mà chúng ta cần phải có thời gian để mà nghiên cứu thêm. Một điều chúng tôi biết được rằng, kính thưa quý vị, là antibodies là proteins, điều đó rất là quan trọng, kính thưa quý vị nha. Và chúng tôi cũng muốn nhân dịp này để mà nhắc nhở quý vị rằng đó là tại sao một số nơi mà họ cho những cái IV hydration là IV fluid hydration therapy đó, kính thưa quý vị, trong đó có những cái amino acid để mà gia tăng cái hệ thống miễn nhiễm để mà diệt những con siêu vi trùng, là tại vì cái make up của protein là amino acid, có nghĩa là nhiều cái amino acid kết hợp lại thì mới thành là một cái protein đó. Thì những cái antibodies là những cái proteins cần phải có những cái nguyên liệu là amino acid để mà tạo ra những cái antibodies effective và tốt để mà diệt những con siêu vi trùng, hay là diệt những con vi trùng, hay là diệt những cái con ký sinh trùng là parasite, kính thưa quý vị. Đó thì nếu mà nhiều amino acid tạo thành protein thì có thể nói rất là dễ dàng là một trong những loại amino acid đó có cái gì đó tương tự với những antibodies để mà chống cho những con siêu vi trùng, phải không? Nhưng mà cái đó chúng tôi nhắc lại là đó là chỉ là những cái lập luận và những cái sự nghi ngờ và lý thuyết hiện tại bây giờ mà thôi. Những cái câu trả lời của nó thì cần phải có thời gian. Nhưng mà cái điều mà anh Joseph vừa chia sẻ đó là hoàn toàn đúng, kính thưa quý vị. Có thể quý vị thấy tại sao là những cái nơi mà đông người dễ bị bệnh hơn và bệnh nó nặng nề hơn, phải không quý vị? Là tại vì người lây qua người, rồi xong rồi những con virus khi mà nó tụ họp lên một nơi đó, kính thưa quý vị, nó bắt đầu nó mutate. Đó là một cái đặc điểm của những con siêu vi trùng rất là nguy hiểm, là tại vì nó có cái dạng giả sử như vậy, hình dáng như vậy đi, rồi xong rồi đó, khi mà mình có những cái antibodies để mà diệt nó, bay vô để mà diệt nó, giết nó, phải không? Rồi xong rồi đó, nó sẽ thay hình biến dạng, kính thưa quý vị, thay vì nó hình dáng giống như là năm ngón tay chúng ta xỉa ra, bây giờ nó trở thành chẳng hạn như vậy đi. Đó thì quý vị thấy rằng một cái antibodies ngày xưa rất là tốt để mà diệt con siêu vi trùng, và ngày nay nó không còn bay vô được và để diệt được. Thì cái điều đó có thể cũng là một lý do tại sao những cái người mà sắc tộc da đen, như khi họ sống gần gũi nhau, rồi với những cái bệnh chronic trong người, chẳng hạn như là bệnh hypertension, những bệnh diabetes, và cái điều đó chúng ta đều biết, những cái bệnh tăng sông máu, tiểu đường, những bệnh asthma, những bệnh ung thư, đó thì đều là cái nguy cơ để tạo cái sự mà hoành hành của những con COVID virus 19 tấn công vào cơ thể của chúng ta nặng nề hơn, kính thưa quý vị. Thì điều đó có thể nói rằng là anh Joseph mình cần thời gian để mà xác định rằng đó là lý do, nguyên do tại làm sao, nhưng hiện tại bây giờ đó là một cái sự thật mà chúng ta phát giác được, thấy được, nhưng mà tại sao thì cái đó cần thời gian để mà trả lời, kính thưa quý vị. Tất nhiên là không nhất thiết là vì cái màu da sắc tộc của mình mà mình bị ảnh hưởng nặng nề hơn, mà có khi là vì những cái hoạt động trong cộng đồng, hay là cái đời sống gọi là lifestyle, hút thuốc nhiều cũng cả ảnh hưởng, cũng có thể bị nhiễm và bị nguy cơ và tử vong cao hơn, hoặc là bị những cái bệnh tiểu đường, hypertension, cao áp huyết, những bệnh phổi sẵn có, chẳng hạn như người Việt chúng ta thì cũng có những người bị vi trùng sốt rét rồi cũng có những người bị viêm phổi rồi, hay là bị vi trùng lao, tuberculosis, TB, và đã điều trị qua khỏi rồi. Nhưng mà quý vị nhớ rằng khi mình có những bệnh phổi như là hút thuốc đó, nó có, hoặc là TB đó, nó có những cái phần trong phổi mình nó bị nám, hoặc là nó không có được khỏe mạnh đó, thì cái đó cũng là một cái rủi ro cao hơn nếu quý vị bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên chúng ta thấy những ca tử vong ở quận Cam, riêng ở quận Cam chúng ta chỉ có 17 người thôi. Tuy rằng con số đó rất là đáng tiếc và đáng thương, mà cũng mừng là con số nó thấp, và hy vọng chúng ta giữ được như vậy. Nhưng mà đừng ỷ y, đừng chủ quan rằng mình không thể bị mắc bệnh, hay là mình có những cái đề kháng để mà vượt qua. Có khi có thể đúng với cá nhân quý vị, nhưng mà rồi con cháu quý vị sanh lớn ở Mỹ lên thì cơ thể của các em đó thì giống người Mỹ hơn. Hoặc là ông bà cha mẹ mình lớn tuổi và có những cái căn bệnh sẵn có phải uống thuốc điều trị, thì quý vị cũng tránh để đừng có lây cho các người cao niên. Rất là tội nghiệp, tại vì cái sức đề kháng họ không có khỏe như những người trẻ. Đồng thời chúng tôi cũng muốn đề cập tới một điều mà bác sĩ Phong nhắc tới rất là quan trọng, đó là cái sức đề kháng của quý vị để mà chống lại con virus đó, thì quý vị phải boost thêm cái immune của mình bằng cách là dùng những cái thuốc bổ. Nên mình gọi là thuốc bổ, nhưng mà nó là những cái supplement. Quý vị có thể liên lạc Max Life Supplement, gọi cho cô Huyền Trang. Chúng tôi đọc số phone, xin quý vị ghi 714-451-6566.
6666. Ở đây chúng tôi nói lên những điều này với hình thức là giúp cho quý đồng hương có thêm kiến thức và có thêm những cái phương tiện để cho mình tạo điều kiện phòng chống hay là có sức đề kháng. Thì một lần nữa, Max Life Supplement, quý vị có thể gọi số phone 714-451-6666, 451-6666, rất là dễ nhớ. Cô Huyền Trang sẽ giúp cho quý vị có supplement để giúp cho quý vị thêm sức đề kháng. Và chúng tôi cũng nhắc lại quý vị có thể đến UMC Medical Clinic tại số 10900 Warner Avenue, phòng 101B. Ở đây có phát cho quý vị khẩu trang miễn phí. Mình tùy theo họ có bao nhiêu đó thì họ sẽ giới hạn là first come first serve, ai đến trước được trước, và giới hạn cái số mà quý vị nhận được. Nhưng mà quý vị nếu nào mà không có khẩu trang hoặc là không biết chỗ nào để có được đó thì ít nhất quý vị cũng có thể đến với UMC Medical Clinic 10900 đường Warner, phòng 101B. Số phone tôi cũng đọc cho quý vị gọi, có thể gọi hỏi trước lúc nào để đến nhận được: 714-263-0557. Đây là những dịch vụ mà chúng tôi thông báo cho quý đồng hương để quý vị có được khẩu trang và sự giúp đỡ do bác sĩ Trần Hồng Phong đang giúp cho các cơ quan đó một cách thiện nguyện. Thì rất là cảm ơn bác sĩ Phong. Còn một số đề tài nữa là bà con mình cũng đang lo lắng là tới mùa nóng đó thì nó sẽ có muỗi. Thì một số người họ cũng sợ là có muỗi có lây cho người được không, hoặc là thú vật có lây cho người được không, hay người có thể lây cho thú vật. Quý vị có những thú cưng pet trong nhà, chó mèo đó, thì họ cũng đã phát hiện là có những thú vật cũng có thể bị nhiễm COVID-19, như là con cọp hay là những cái con thú vật khác mà lây qua lây lại cho người. Thì bác sĩ có những ý kiến gì trong việc này? Dạ vâng, thưa anh Joseph, một câu hỏi rất là hay, kính thưa quý vị. Những cái di truyền của những con virus, kính thưa quý vị, thường thường nó qua là một cái cơ quan gọi là vector. Vector là những cái động vật mà nó kêu bằng là intermediate, có nghĩa là nằm chính giữa đó, kính thưa quý vị. Chẳng hạn như nói về mà malaria, thì malaria có thể là phải cần có con muỗi để hút máu những người mà bị những cái con parasite ký sinh trùng Plasmodium, từ đó mới vào thân con muỗi, rồi xong rồi mới replicate, mới multiply, rồi xong rồi mới đưa chích vào một cái người khác, gọi là vector, để đưa những cái di truyền từ một cái người này qua một cái người kia. Đối với con coronavirus, kính thưa quý vị, thì câu hỏi là vector là gì, kính thưa quý vị, thì cho tới ngày hôm nay người ta thấy rằng đó là 96% của những cái generic makeup của những con virus mà của COVID-19 này đó, 96% giống như là những con virus mà họ tìm thấy được ở cái con dơi, kính thưa quý vị, là con bat đó. Rồi từ con bat đó, kính thưa quý vị, rồi mới qua con pangolin. Pangolin là có thể nói là con tê hay là con trúc đó, kính thưa quý vị. Rồi đó, từ đó mới đưa vào con người. Thì đó là những cái điều mà những người researcher người ta thấy được. Đó có thể là cái mô của cái transmission từ những con động vật qua con người. Còn những cái mô khác, chẳng hạn như anh Joseph vừa đặt câu hỏi, con muỗi có thể gây ra hay không, thì quý vị cứ nghĩ đi, một lý thuyết là con virus rất là nhỏ, chỉ là 100 nanometers mà thôi. 100 nanometers có thể là .1 microns, kính thưa quý vị. Thì nếu mà nằm trong cái cơ thể của một cái con người của chúng ta, kính thưa quý vị, thì liệu rằng một con muỗi to như vậy đó có thể hút máu của những người mà đang bị con COVID-19 này, virus này, rồi truyền sang người khác hay không? Thì cái điều đó, kính thưa quý vị, thì nếu câu hỏi mà có thể hay không thì câu trả lời là có thể, kính thưa quý vị. Đó, nhưng mà thì tất cả những cái chuyện gì mà khi nói tới y khoa, sức khỏe, thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra được. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta nên phòng ngừa thật là kỹ lưỡng, phòng ngừa từ những con muỗi, từ người sang người, kính thưa quý vị, và từ người sang động vật nữa, kính thưa quý vị, và cũng từ động vật sang con người luôn, phải không? Thì đây là một cái điều mà chúng tôi thận trọng quý vị là nên cẩn thận, là khi nếu chúng ta có bệnh thì cũng không nên gần những cái con pets trong nhà của chúng ta, chẳng hạn như những con mèo, con chó chẳng hạn, kính thưa quý vị, là có thể là chúng ta có thể sẽ lây qua những cái con pets trong người trong nhà của chúng ta nữa, ngoài cái vấn đề người lây qua người, phải không quý vị? Đó, và kể cả những con muỗi, thì tất cả những nơi nào mà chúng ta sống hiện tại bây giờ mà gần nước thì nên cẩn thận, là từ vì nước sẽ tạo ra một cái môi trường để cho muỗi nó phát triển, và từ nếu mà muỗi nó phát triển như vậy quá nhiều đó thì có thể là
nó cũng là một cái factor để mà carry những con virus. Thì cái điều này là cũng như chúng tôi vừa chia sẻ là cần thời gian. Một cái điều mà Joseph vừa chia sẻ mà chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm đó là hút thuốc. Cái thưa vị, hút thuốc hay là những người mà vaping đó, những loại thuốc mà bình thường đó, kính thưa vị, rất là nguy hiểm. Là thì hút thuốc bình thường, tobacco đó, là đã chứng minh rằng nó sẽ làm thấp cái hệ thống miễn nhiễm con người của mình, kính thưa vị. Và vaping nó sẽ làm ảnh hưởng tới những cái bronchial linings trong cái lá phổi. Và đặc biệt COVID-19 này là những loại con siêu vi trùng sẽ tấn công cái receptor ở trong cái lá phổi của chúng ta sâu vào phía bên trong, gọi là ACE2, kính thưa quý vị. Cho nên những ai hút thuốc hay là những ai vaping thì chúng tôi phải rất là cẩn thận, là nên tránh, là tại vì tránh được thì hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó sẽ gia tăng. Mà khi nói hệ thống miễn nhiễm đó thì phần đông người ta nghĩ rằng ok, hệ thống miễn nhiễm của những người già lớn tuổi, những người bệnh chronic disease thì là thấp, đúng phải không quý vị? Những người bệnh cancer, ung thư thì nó thấp, điều đó rất là đúng. Nhưng mà vài cái người, một số người nữa mà chúng tôi thận trọng quý vị, đó là những em bé. Vì cái immune system của những em bé nó còn non nớt lắm, cho nên nó không có mạnh đủ để mà chống những con virus. Một điều nữa, thêm một số người nữa là cái nhóm người mà bị mang thai đó, kính thưa quý vị, là pregnant female cũng phải nên cẩn thận. Đó thì cái gì, hệ thống của họ, hệ thống miễn nhiễm của họ rất là thấp. Đó thì nếu mà quý vị nào mà có đi bác sĩ phản sản phụ khoa mà đi bác sĩ Quách Nhất Trí thì chắc chắn bác sĩ Quách Nhất Trí sẽ nói cho quý vị hiểu thêm là tại sao những người phụ nữ khi mang thai immune system của họ thấp. Thì nói chung là những ai mà hệ thống miễn nhiễm thấp thì nên cẩn thận, và nếu mà có sự lo lắng thì cũng có những cái biện pháp, kính thưa quý vị, để mà giúp để gia tăng cái hệ thống miễn nhiễm lên, chẳng hạn như tránh hút thuốc, ngủ bình thường là, kính thưa quý vị, exercise thường xuyên là phải không quý vị, dùng những loại antioxidant và những cái loại mà có thể nói rằng đó là giúp cơ thể của chúng ta gia tăng hệ thống miễn nhiễm, chẳng hạn như là vitamin C, những loại mà multivitamins, kính thưa quý vị, và những cái loại khoáng chất, kính thưa quý vị, minerals phải không quý vị, và kể cả những loại amino acid, chất đạm để mà đưa vào cơ thể của chúng ta qua đường máu, thì những phương pháp đó rất là tốt để mà gia tăng cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Và quan trọng hơn là những người bị COVID-19 thì khi bị nhiễm đó thì nhiệt độ sẽ gia tăng. Nhiệt độ gia tăng đó thì nước trong người chúng ta sẽ bị mất, và khi bị mất nước thì sẽ bị dehydration, nghĩa là thiếu nước. Thì khi thiếu nước thì hệ thống miễn nhiễm của mình nó thấp xuống, kính thưa quý vị, thì nên thận trọng uống nước thật là nhiều, hay là nếu cần thì đi bác sĩ để mà có những cái IV hydration để đưa nước vào trong cơ thể, để cơ thể chúng ta không có bị thiếu nước, kính thưa quý vị. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Hồng Phong cung cấp những thông tin rất là đầy đủ và chính xác cho chúng ta. Trong thời gian còn lại đôi ba phút, chúng tôi xin tranh thủ quý vị ghi những cái số phone rất là quan trọng. Thứ nhất, về vấn đề kinh tế ảnh hưởng rất nhiều cho các tiểu thương mại của người gốc Việt chúng ta, thì chúng tôi cũng có những cái số phone quý vị có thể có gọi cho Châu Đỗ Vinh, số phone 714-548-8289. Vì quý vị có cần sự giúp đỡ về SBA loan hay là gọi là Paycheck Protection Program PPP đó, hay là EILD Economic Injury Disaster Loan, chúng tôi có thể giúp cho quý vị có luật sư và dịch vụ cho quý vị rất là tốt trong vấn đề SBA loan. Quý vị cũng có thể tự làm lấy, nhưng mà cái xác suất mà mình được cái trợ cấp nó sẽ yếu hơn nếu quý vị không biết cách làm cho nó đúng những cái thủ tục, mọi nguyên tắc cũng như cung cấp những thông tin và giấy tờ đầy đủ. Thành ra chúng tôi cũng đề nghị quý vị gọi chúng tôi số phone 714-548-8289, 714-548-8289, để chúng tôi hướng dẫn quý vị thêm về những SBA loan và cũng như là về chương trình thất nghiệp mà quý vị có thể có những cái trợ cấp từ tiểu bang cũng như liên bang. Tổng thống Donald Trump đã ký những cái sắc lệnh cung cấp cho các tiểu thương mại, kể cả những người self-employment hoặc là những cái tổ chức non-profit cũng có thể xin những cái SBA loan. Số phone của Đô Vinh 714-548-8289. Và xin đọc lại hai số phone nữa cũng rất là quan trọng. Đó là cô Huyền Trang, Max Life Supplement, quý vị có thể gọi số 714-451-6666, 451-6666. Và nếu cần khẩu trang, quý vị đến UMC Medical Clinic này ở Fountain Valley đó quý vị, góc đường Warner với số 10900 Warner. UMC Medical Clinic, số phone 714-263-0557. Xin quý vị ghi những cái số phone này để gọi có sự giúp đỡ. Số phone 714-263-0557 là của UMC Medical Clinic. Và số phone của cô Huyền Trang 714-451-6666.
Đã hết thì giờ, chúng tôi xin nhắc lại một số những cái thuốc mà bác sĩ cũng đã in ra đây cho chúng tôi thấy, là để quý vị cố gắng mà nhớ những cái tên thuốc này, vì khi quý vị nếu mà phải đi bệnh viện và nhận treatment đó thì có thể hỏi bác sĩ của mình có nên sử dụng những loại thuốc như sau. Về antibiotics có thuốc teicoplanin, oritavancin, dalbavancin, monensin và azithromycin. Đó là những cái thuốc thông dụng về antibiotics. Antiparasitics, tức là chống những cái con parasite ký sinh trùng như là muỗi đấy, thì là ivermectin, camostat, favipiravir, remdesivir và tocilizumab. Cái tên đó là tên khoa học rất là khó nhớ, nhưng mà quý vị nghe cái âm đó, hỏi lại với các điều dưỡng, bác sĩ và các dược sĩ thì họ sẽ biết nắm vững là những cái loại thuốc này đang sử dụng tại lâm sàng và điều trị, như là ribavirin là một thứ antiviral, umifernovir là một antiviral, và đó là những cái loại thuốc đang sử dụng. Ngoài chúng tôi đã nói hydroxychloroquine là thông dụng hiện nay. Và cuối cùng chúng tôi xin nhắc quý vị là nó có những cái thống kê về những cái bệnh này nó lây trên những cái mặt bằng, mặt phẳng như thế nào. Sắt metal đó, thì cái con virus COVID-19 có thể sống tới 5 ngày trên mặt bằng, mặt phẳng của những cái sắt loại, kim loại. Glass, tức là thủy tinh kín, thì là 5 ngày. Ceramic, tức là đồ sành sứ, cũng có thể sống 5 ngày. Paper, tức là giấy, nè, giấy tôi đang cầm trong tay đây, virus nó có thể dính trên giấy và sống tới 5 ngày. Wood, tức là gỗ, 4 ngày. Plastic, là những cái loại plastic đó, nhựa đó, thì 2 đến 3 ngày. Stainless steel, 2 đến 3 ngày. Cardboard, tức là giấy carton đó, 1 ngày. Aluminum, 2 đến 8 tiếng đồng hồ. Copper, 4 tiếng đồng hồ. Và thực phẩm hay là lây qua nước thì hiện nay chưa kiểm chứng là có lây qua thực phẩm hay nước. Nhưng quý vị cũng hãy cẩn thận, nếu đi chợ đem đồ vào, đừng đem ngay vào nhà, đừng đem ngay vào bếp, mà đem vào ngõ sau, đi vào để ngoài trời, nhưng mà ở cái chỗ mình che kín như là gara, và hãy lau chùi sạch sẽ, dùng những cái disinfectant. Lần trước bác sĩ Phong đã nói về cái cách để mà chúng mình disinfect, tẩy trùng những cái đồ vật trước khi mang vào nhà. Đó là tất cả những cái gì chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị hôm nay. Và còn 30 giây, xin bác sĩ có lời nhắn nhủ và lời chào với các khán giả. Dạ vâng, cảm ơn Joseph đã cho chúng tôi cơ hội đến đây để mà chia sẻ cùng quý vị. Và cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời giờ ra để mà theo dõi chương trình trong ngày hôm nay. Và mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ là một cái kiến thức căn bản để mà giúp cho chúng ta có thể nói là hạn chế bớt cái sự lây lan của những con COVID-19. Điều quan trọng hơn là nếu quý vị bị mắc phải COVID-19 thì nên tránh để mà đừng lây qua người khác, và nên gặp người bác sĩ của mình để mà có những cái phương pháp bàn luận, thảo luận như thế nào để mà thích hợp cho mỗi trường hợp của mỗi người. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn Joseph. Cảm ơn bác sĩ Phong, và hẹn bác sĩ Trần Hùng Phong trong những chương trình tới. Hy vọng chúng tôi sẽ chào ông là luật sư bác sĩ Trần Hùng Phong, vì ông cũng theo học cùng trường với chúng tôi trước đây, tiến sĩ luật khoa, và với cái kinh nghiệm về y khoa, ông sẽ là một cái thành viên rất là giá trị cho cộng đồng chúng ta, như ông đã từng giúp cho nhiều người trong lĩnh vực y khoa. Xin chúng hẹn lại quý vị trong tuần tới. Chúng tôi sẽ cố gắng mời những khách mà có thể nói về những cái đề tài quan trọng cho chúng ta hiện nay, đặc biệt về test kit. Tuần tới chúng tôi sẽ cố gắng mời cho quý vị một khách mời nói về test kit, tức là về những cái phương pháp để mà chẩn đoán bệnh, và những cái bộ kit để mà đo bệnh hay là truy tìm bệnh. Chúng tôi sẽ mời các quan khách trong những đề tài khác và cung cấp nhiều thông tin cho quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Việt Face của chúng ta. Xin hẹn lại tuần tới.